ngũ giới thần thiên nhân ma yêu đã hình thành nên bố cục. Tứ giới chọn thiên giới đứng đầu, ma chủ ma giới Tuyết Lăng Tử, bản thể là cửu vĩ ngân hồ, nguyên thần tụ trong lòng bàn tay, dưỡng tâm huyết có hiệu quả hủy diệt thiên địa, từ đó bị các tộc ở các giới lăm le. Thủ quân thần giới Quân Mộng Dương dốc hết tâm sức che chở chúng sinh, bảo vệ một người. Dậy đi Lăng Nhi, mau dậy đi. Phụ quân, chuyện gì mà vội thế? Để con ngủ thêm lát đi. Ôi không chờ được nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, mọi người đang chờ con đấy. Đại hôn. Phụ quân, người mà không nói rõ con gái sẽ không gả đâu. Lăng Nhi không kịp rồi, đi đồ trước đi, lát nữa nói chi tiết với con sau. Ôi chào, áo cưới đẹp quá, mau mặc vào, đừng để lỡ giờ lành. Ông già này chơi trò ép cưới với mình mà không thèm báo trước. Để coi con làm bộ mặt vào, chốc nữa giả mặt cha trước mặt bao người, cho cha độn thổ luôn. Lăng Nhi, đẹp không cha? Làm càng, sao con mặc bộ đồ này hả? Nào nào nào, mau tay ra, không phải cho tân nương tử là con sao? Ta bảo con tham gia hôn lễ chứ có nói con là tân nương đâu. Nào nào nào, mau thay ra, không phải hôn lễ của con, vậy thì là của ai? Ta đấy, người sao? Ừ, Lăng Nhi, mau đến xem mẫu phi tương lai của con. Dược Hy, Lăng Nhi mặc áo cưới rất giống mẫu thân nó. Thế nên cô là cống phẩm tộc nhân cô gửi tới. Đúng, không phải cô muốn làm Dương Phi. Đúng, cũng không phải để làm mẹ nhỏ của ta. Đúng, Tuyết Phi Vũ, dù là vì người mẹ đã mất của con, cũng không bỏ qua đâu. Bậy bạ, ma chủ bớt giận. Tiểu ma chủ đưa Dương Phi sắp kết hôn đến hội trường làm loạn một phen. Con bảo là, con bảo gì? Con bảo cô ấy nhận Dược Hy làm A Hoàng. Nói ngài là ma chủ một giới, thân phận cao quý, không thể lấy A Hoàng làm phi tử. Nó tạo phản à? Truyền lệnh xuống, mau bắt nó về cho ta. Dân, đây là đâu? Đẹp thật. Ma chủ Tuyết Phi Vũ báo cho các giới, đứa con bất hiếu Tuyết Lăng Tử gây họa lớn, nếu có ai bắt được Tuyết Lăng Tử và đưa về thì sẽ được trọng thưởng. Tự muốn cưới Dương Phi còn trách con sao? Giúp mẹ con sang một xó. Rừng đào này hơi lạ nhỉ. Ta không tin trên đời này có nơi cản được ta. Kết giới này thú vị nhỉ. Này, huynh là ai? Đây là đâu? Con người này sao mà bất lịch sự vậy? Để ta xem ngươi là ai. Đây là ai? Trông điển trai phết, lai lịch không rõ. Bẩn, sao cơ? Nói ta bẩn, để coi ta có dạy dỗ ngươi không. Quái nhỉ, chẳng lẽ pháp lực bị hạn chế rồi? Kệ đi, cắn một miếng cho hả giận đã. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta xuống. Vô lễ, đây là thần giới, không để mi làm bậy được. Lạ thật, thần giới ta sao lại có con vật thế này tùy tiện đi giao được. Ơ, quần áo của ta. Lát nữa xử mi sao? Thần quân về rồi, thần quân về rồi. Thùng gỗ, nước, không lẽ hắn muốn lột da mình? Tiểu hồ ly không chạy thoát đâu, nước đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay ăn thịt hồ ly. Xui tận mạng mà, đừng quái quỷ này phong bế pháp lực của ta, không thì ta lại sợ ngươi chắc.
Đừng sợ, tắm rửa thôi. Hả? Gì cơ? Tắm? Cô gái trông trắng như ta để một nam nhân lạ tắm cho? Không được. Nhục không biết để đâu cho hết. Vậy mà lại còn thấy hơi sướng. Đợi đã, mình không thể thấy sướng được. Làm spa sướng quá, thêm giờ. Nhục không biết để đâu cho hết. Không ngờ lại phơi ta ở đây. Cơ mà nắng hôm nay cũng dễ chịu quá. Tắm sạch mới xứng được ở thần giới. Đeo gì cho ta thế? Mau tháo ra coi. Thần quân, ba chủ ma giới Tiết Phi Vũ đang treo thưởng lớn tìm con gái Tiết Lăng Tử mất tích. Ta đi xem gương cung luôn. Chuyện không quan trọng khỏi phải thông báo. Tuân lệnh. Ma giới Tuyết Lăng Tử. Ngứa quá. Lạ ghê. Có tiếng nước. Phòng tắm. Thôi kệ đi, tắm trước đã. Đúng là như đang buồn ngủ lại có người đưa gối cho. Ta giết ngươi. Dừng tay. Ta không cố ý. Bỏ ra. Được rồi, tiểu hồ ly. Đừng quậy nữa. Ngươi biết ta là ai sao? Danh hiệu của tiểu ma chủ, ai mà không biết chứ. Giả lại ấn ký trong lòng bàn tay cô, ta biết rất rõ. Ngươi biết chữ tâm huyết của ta. Ấn ký trong lòng bàn tay cô, không được để cho người ngoài biết. Không thì sẽ bất lợi cho cô. Nhớ kỹ, bất hù ta đi. Đừng có đổi chủ đề. Đừng quên ngươi mới làm gì ta. Ta giết ngươi. Ta đền bù cho cô. Đeo chuông của ta thì là người của ta rồi. Sau này gặp chuyện gì, ta sẽ bảo vệ cô. Nói mà không biết ngượng. Ai cần ngươi bảo vệ? Này, ta chưa nói xong mà. Ta tặng cô thêm một thứ. Đàn này là được lưu truyền từ thời thượng cổ, tên là đàn viên hương. Tặng cô, xem như là bù đắp cho hành động vừa rồi. Một cây đàn nát đã muốn dụ ta. Tiểu hồ ly, ngoan ngoãn nghe đây. Thank you.
Cây đàn này là thứ độc nhất trên đời, tặng cô để dễ bề bảo vệ cô an toàn cả đời. Không thèm, ta không lấy. Cô không lấy thì ta lấy. Nguyệt Chi bái kiến thần quân. Thần quân ngày ngày chiếu cố Nguyệt Chi, Nguyệt Chi hết lòng cảm tạ. Tiếng đàn này giúp ích cho Nguyệt Chi rất nhiều. Vì cô nương này nếu đã không lấy thì Nguyệt Chi ta lấy. Nữ nhân này muốn đấu với ta không có cửa đâu. Ngựa tốt phải cần yên tốt, đàn tốt như vậy tất nhiên phải trao cho mỹ nhân như cô nương. Thần quân, ngài công vụ bề bộn, vậy thì hãy để Nguyệt Chi thay ngài chăm sóc. Khách bên ngoài đến nhé. Đã nhận đàn rồi thì xem như là nhận sự bù đắp của ta. Ta có việc phải đi làm. Thần quân yên tâm, Nguyệt Chi sẽ chăm sóc cô nương đây thật tốt. Ừ. Cô xem, đây là thần giới của bọn ta. Chà, đẹp quá. Ta biết cô. Hả? Cô là con hồ ly dơ bẩn đó. Ta là con gái thiên đế, chỉ là sau khi bị thương được thiên đế đưa tới thần giới trị thương. Một mảnh tàn hồn, một mảnh tàn hồn thôi. Tàn hồn mà ghê gớm vậy à? Ta ở đây bầu bạn với thần quân vạn năm, mỗi ngày nhìn ngài ấy tu luyện, luyện chữ. Chỉ có ta mới là nữ nhân hiểu ngài ấy nhất. Xem đây, Chu thần quân tặng ta có đẹp không? Đẹp, đẹp. Đúng rồi, hắn còn tặng ta cây đàn cổ, nghe nói là độc nhất vô nhị. Thần quân tốt với cô quá, ta cũng thấy vậy. Vô tri. Ngươi đưa ta đi gặp thần quân đi. Thần quân đang làm việc, không được tùy tiện làm phiền. Ôi trời, ta không làm phiền đâu, được không? Thần quân vì duy trì sự ổn định cho chúng sinh thiên hạ, mỗi ngày phải thông qua gương cung lôn, hao phí rất nhiều pháp lực, vất vả lắm. Thì ra hắn tu luyện vất vả vậy, hy sinh cho thần giới nhiều vậy. Ma chủ, mấy ngày nay người đi đâu vậy? Ta đến một nơi rất thần bí, nơi đó rất đẹp. Rất đẹp ư? Nhược Hy, có ai làm vậy với cô không? Ma chủ, đừng trêu đùa Nhược Hy nữa. Nơi đó thật sự rất đẹp. Đúng rồi ma chủ, quá thời gian người đi vắng, ma quân. Làm sao mà hoảng hốt vậy? Có chuyện rồi, mau nói đi. Phụ quân làm sao? Ngày ấy, ngày ấy đính ước cho người. Hả? Tại sao người đồng ý hôn sự này khi chưa hỏi ý con? Nhìn bộ dạng của con bây giờ, tối ngày làm xăng làm bậy. Đến lúc kiếm người quản thúc con rồi. Hắn là người từ nhỏ quản thúc con, cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Con không lấy. Nói chuyện kiểu gì thế? Uy hiếp ta sao? Người chấm thì người tự lấy đi. Con chẳng qua là có thêm một bao cát thôi. Về đây. Con. Giống mẹ con quá chừng. Cứ vậy mãi thôi. Sao năm xưa mẹ chịu nổi ông ấy hay vậy? Giờ lại bắt ép mình. Thấy con sống không tốt là người mới vừa lòng phải không? Mẹ, nếu như mẹ còn sống thì sẽ không đối xử với con như vậy. Lăng Nhi, bí mật dưỡng tâm huyết của con chỉ được nói cho người yêu con nhất. Nhớ lấy. Mẹ, thế nào là người yêu con nhất? Chuyện này chờ con lớn lên là sẽ biết thôi. Người yêu nhất. Đoán xem ta là ai? Huynh là... là ai? Ôi, Ngọc Lân là ngứa đòn phải không? Lăng Nhi, chiêu này huynh đã xài mấy chục lần rồi. Trò cũ rích, đồ trai thẳng, không có tâm. Lăng Nhi, muội khóc sao? Muội có gì ấm ức, có thể nói với ta mà. Gió thổi cây mắt. Ta bảo mà, bên ngoài đồn rằng
Tuyết Mai chủ của chúng ta mặt mũi đáng sợ, thủ đoạn tàn độc, máu lạnh vô tình, sao mà khóc được? Ngọc Lân, giúp ta một việc được không? Lăng Nhi, trông mùi tội thế, ta nhất định sẽ giúp. Ngọc Lân, ui ui, mặt mũi đáng sợ đúng không? Đau đau, máu lạnh vô tình đúng không? Hôm nay ta cho huynh biết thế nào là máu lạnh vô tình. Hay ta gả cho huynh nhé. Muội muốn gả cho ta sao? Thần quân viết sai rồi. Lần đầu trong mấy vạn năm nay, hiếm thấy đó, hiếm thấy đó. Ồn ào. Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly, yên lặng. Lần trước chuyện Tuyết Phi Vũ ra thông báo đã có đoạn sao chưa? Tuyết Phi Vũ ra thông báo ngày mai sẽ là ngày đính hôn của con gái hắn, Tuyết Lăng Tử, mời bằng hữu khắp thiên hạ tới dự. Đính hôn hả? Trời ơi, thì là phụ quân ta đó. Ông ấy muốn làm hôn nhân sắp đặt, còn ta lại không muốn lấy một nam nhân chưa từng gặp mặt, chi bằng quên giả mạo phụ quân ta. Vậy là đúng rồi. Được, hôm nay đính hôn, xin mời Tuyết Lăng Tử. Phụ quân, con gái đã có người mình thích, là huynh ấy. Ma chủ, từ nhỏ ta và Lăng Nhi đã là thanh mai trúc mã, xin ma chủ tác thành. Hai đứa thế này. Thôi được, tùy ý hai đứa đó. Sau đó thì sao? Ôi, đó là đóng kịch, đóng kịch. Rồi thì đóng cho trọn, mỗi người một ngã. Cảm tạ Ngọc Lân huynh trượng nghĩa giúp đỡ, sau này không gặp lại. Chuyện nhỏ thôi, không cần đa tạ. Đi. Này, đã hiểu chưa? Này, đã hiểu chưa? Này, bỏ tay ra. Ta ra ngoài mấy hôm. Thần quân yên tâm, ở đây có ta trông coi rồi, đảm bảo không sai sót gì. Mấy ngày trước còn bảo không quan tâm mấy chuyện giặt giảnh này, mà hôm nay lại quan tâm con gái người ta đính hôn. Thần quân lạ lùng thật. Ngọc Lân, huynh giúp ta một lần đi, sau này ta bảo vệ huynh, ta không bắt nạt huynh nữa. Ừ, Tuyết Phi Vũ, con sẽ cho người đẹp mặt. Ngọc công tử uống trà đi. Đa tạ. Nè, không lẽ huynh muốn cưới ta thật? Không lẽ huynh muốn cưới ta thật? Sao có thể? Chúng ta là huynh đệ, đây hoàn toàn là huynh đệ giúp nhau. Đừng hòng có ý đồ với ta. Hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hôn sự này ta nhận lời thay Lăng Nhi, ngày mai đính hôn. Tạ ơn ma chủ. Cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó. Gọi Ngọc Lân tới đây. Đúng, ta đi ngay. Đấu với ta. Ma chủ, Ngọc Lân tới chưa? Không biết Ngọc Lân công tử đi đâu rồi, ta đi tìm khắp nơi mà không thấy. Nam nhân quả nhiên là không nhờ gì được, vẫn phải tự thân vận động mà. Thôi, cùng lắm thì đánh ra ngoài. Lăng Nhi, mãi cô cũng đến. Xem thế cha đã. Dừng, phụ quân. Hôm nay vốn là hai người đứng đây, nhưng mà giờ chỉ một mình con. Có điều con đã quyết chí. Sao huynh đứng đó? Mau qua đây. Ta tới sớm. Sao huynh không làm theo kế hoạch? Tìm huynh cả buổi luôn đó. Không phải ta. Được rồi, đừng nói nữa. Nghe ta đi. Lăng Nhi, hai đứa lại đang làm gì thế?
Phụ quân, Lăng Nhi và Ngọc Lân từ lâu đã tâm ý tương thông, nên đã gạo nấu thành cơm. Thay vì gả con gái cho một nam nhân chưa từng gặp mặt, chỉ bằng tác thành cho chúng con, bọn con thật lòng yêu nhau. Nếu như phụ quân không đồng ý, con chỉ đành bỏ trốn cùng Ngọc Lân thôi. Đồng ý? Đúng là con gái ngoan của ta. Hai đứa bỏ trốn đi. Hả? Người đồng ý sao? Lăng Nhi, bất ngờ không? Sao? Bất ngờ? Bất ngờ cái gì? Được lắm, hai người hùa nhau lừa ta. Con muốn cùng người huynh đoạn tuyệt quan hệ, không muốn gặp lại huynh nữa. Còn không bao đuổi theo. Lăng Nhi, lại dám thông đồng gài ta, để xem ta xử huynh thế nào. Lăng Nhi, muội ở đâu? Lăng Nhi, muội nghe ta giải thích đi. Ta không cố ý lừa muội đâu. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn thật lòng với muội. Lăng Nhi, Lăng Nhi, để về tính sổ với huynh sao? Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Chạy giỏi đấy. Tiểu hồ ly, chào mừng về lại chốn xưa. Không được ăn hiếp nó. Yên tâm, ta tên anh lão đại, sau này sẽ bảo kê ngươi. Ai cần ngươi bảo kê, khi ta trở lại hình người sẽ dạy dỗ ngươi tử tế. Anh lão đại, ngươi bảo kê ta à? Đừng ăn ta, đừng ăn ta, ta không dám nữa. Sau này ta là lão đại, hiểu chưa? Hiểu rồi, ta là lão nhị. Sau này ta tên anh lão nhị. Ngoan thật. Giả bộ. Ngươi nói ai đó? Lão đại, ta sai rồi, ta sai rồi. Phụ quân, người quy ẩn thiên giới đã tu luyện vạn năm, vô cùng nhớ mong. Con gái đã tu luyện thành người, thần quân rất quan tâm đến con, tận tình chăm sóc. Lấy đàn thay tiếng nói, bày tỏ nỗi lòng. Con đã phải lòng thần quân, xin phụ quân tác thành. Năm tháng thoi đưa, vật đổi sao dời. Nhưng vạn năm chẳng có biến động gì lớn. Dạo này tinh lượng khác lạ, bế quan đã lâu, tìm được di tích thượng cổ. Nói chữ tâm huyết là khởi nguồn của tai họa. Tên sao nghĩa vậy? Ngưng tụ trong máu, nằm ở lòng bàn tay, giúp tăng công lực, cũng hủy diệt đất trời. Bẩm thần quân, đã hạ cấm chế, tạm thời không đáng lo. Ký ức đã mất hết, nhưng thần quân, ta phải có được ngài. Đa tạ thần quân chăm sóc tiểu nữ. Không có gì. Ta biết quân huynh ngoại lạnh trong nóng, nay tiểu nữ tu luyện đã quá hình, trổ mã xinh đẹp, chẳng hay quân huynh có ý. Không có. Ai cũng bảo hồ ly ích kỷ gian xảo nhất, giờ xem ra quả thật là vậy. Cần gì phải ra vẻ ngây thơ vô hại trước mặt thần quân? Cô đừng quên, súc sinh thì cũng là súc sinh thôi. Cỏ cây đừng có nói chuyện thì hơn. Cô tưởng thần quân thích cô thật à? Ngày ấy chỉ muốn tìm sự mới mẻ thôi. Cô cũng nghĩ là thần quân thích ta sao?
Để tình hắn, ta có thể tha chết cho cô. Cuối cùng đã yên lặng. Yêu nữ Giao Nhi, cô không sao chứ? Tuyết Lăng Tử, ngươi làm gì Giao Nhi? Thần Quân xem mặt ta đi. Làm càn. Tuyết Nhi, xin lỗi đi. Cô ta tự nhào lên mà, tại sao lại bắt ta xin lỗi? Tuyết Lăng Tử, đừng tưởng có ma giới chống lưng cho ngươi là có thể làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên. Việc quan trọng bây giờ là trị thương đã. Tuyết Nhi, cô đi trước đi. Móng vuốt của Ngân Hồ có kịch độc, nếu muốn giải độc thì phải lấy chữ tâm huyết của Ngân Hồ. Ta muốn xem thử rốt cuộc ông làm gì được ta. Tuyết Nhi, Nguyệt Chi bị thương ở thần điện của ta, thì bản quân ác sẽ có cách chữa cho cô ấy. Ta không cho phép. Bản quân làm gì đâu cần được cô đồng ý. Quậy đủ rồi thì mau về đi. Đợi đã, cô còn dám tới? Hôm nay cô không để lại chưởng tâm huyết, ác sẽ không ngừng gặp phiền phức. Thiên giới ta quyết không bỏ qua. Cô cũng không muốn kéo cả ma giới vào đâu nhỉ? Uy hiếp ta, ta muốn xem thử ai cản được ta. Để kẻ đó có mạng tới không có mạng về. Ta có thứ mà cô muốn, cô lấy gì để đổi? Bí mật của mẹ cô, cô biết gì? Nói mau. Thần Quân đang ở thần điện. Bớt phí lời, nói. Lòng bàn tay cô có một phong ấn, cô làm sao cũng không giải được. Sau khi mẫu thân cô chết, hồ tộc bị tàn sát, chẳng lẽ cô chưa từng nghi ngờ sao? Cô biết gì? Dùng bí mật về cái chết của mẫu thân cô đổi một giọt máu, không quá đáng đúng không? Hơn nữa cô có thực lực như vậy, sao lại lo ta lừa cô? Nói, chân tướng ở Thiên Sơn. Kể từ khi chữ tâm huyết xuất hiện, vẫn luôn là Quynh phụ trách. Chắc Quynh biết rõ nhất sự hệ trọng của nó. Đây cô ta đã bộc lộ ma tính, sao Quynh có thể không biết nặng nhẹ, một mực bao che? Chữ tâm huyết dẫn đến loạn ngũ giới chỉ là truyền thuyết, ta có chừng mực. Chuyện hôm nay chúng ta đã tận mắt thấy. Quynh không chấp nhận hôn sự với Giao Nhi, ta cũng không thể ép. Nhưng huynh nên biết, thần ma không đội trời chung. Chưởng tâm huyết, Tuyết Lăng Tử. Chuyện chưởng tâm huyết tạm thời không được tiết lộ với giới khác, nhỡ đâu khơi mào tranh chấp, đó mới là tai họa của ngũ giới. Ta biết, chỉ là huynh phải trông chừng kỹ Tuyết Lăng Tử, áp chế ma tính của cô ta. Bằng không, đừng trách ta vô tình.